Hôm nay là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 7. Thì Duy cũng giới thiệu đến các anh chị chiếc Hyundai i10 2020 màu trắng biển Bình Dương. Xe này thì chạy siêu lướt luôn nha anh chị. Mặc dù là đăng ký năm 2020 nhưng mà chủ xe rất là ít sử dụng. Chạy mới có 6.000. Vâng, mới 6.000 km thôi. Nên nội thất xe này thì cũng còn rất đẹp luôn nha anh chị. Đây, lớp xe 4 lớp theo xe còn rất là dày luôn. Lớp dự phòng thì chắc chắn cũng chưa lăn rồi. Mới chạy có 6.000 thôi mà. Nội thất thì đẹp len keng luôn. Đây. Ghế da và nỉ. Cần số thì không khác gì xe mới cả. Xe thì cũng có màn hình cam lùi, khởi động nút bấm. Cực kỳ đẹp. Rất khó để tìm được một chiếc i10 sử dụng gia đình mà chạy ít như xe này nha anh chị. Lại màu trắng nữa. Xe này thì cũng có dán phim và bọc trần 5D. Cũng như là ốp chống trầy mạt rơm xung quanh xe. Phần sơn xi bên ngoài rất là đẹp luôn nha anh chị, không trầy xước gì cả. Rồi chúng ta cùng xem khoang lái luôn nha. Đây, ghế lái cũng chưa có nhăn hay là mòn rách gì cả. i10 cũng trang bị cân bằng điện tử luôn. Vô lăng xe đây ạ. Rất là đẹp luôn. Odo 6.025 km ạ. Odo thật 100% nha anh chị. Bên Duy bán xe là cam kết không tua đồng hồ ạ. À, xe này thì cũng có lắp luôn camera hành trình này. Và lót sàn simili luôn, rất sạch sẽ. Chiếc i10 2020 màu trắng biển Bình Dương và chạy siêu lướt 6.000 km này thì bên Duy hiện đang chào bán là 405 triệu còn hơn lượng á. Anh chị nào quan tâm đến dòng i10 với điều kiện là xe đẹp nguyên bản không lỗi và chạy ít thì hãy nhanh tay liên hệ với Duy nha. Số điện thoại của Duy là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa. Duy xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video. Duy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.